Hello cả nhà, bữa nay Bảo Bảo đi theo anh em Huy mốt dừa nữa cả nhà ơi. Nay lên vườn của bà nội mốt dừa cả nhà ơi. Chỗ đẹp quá Huy ơi. Cái này xong. Quay cao chỗ từ trước. Ủa vậy chứ không gài cậu không thấy con đẹp hơn hả cậu? Ok được, cậu mới thấy bệnh đi em phải nảy ra. Cái này bà nội của Bảo Bảo rồi cả nhà. Cái này nay đi lên vườn bà nội mốt dừa. Quá rồi hả? Trời ơi, làm con đem hộp cơm lên tính ăn chung kìa. Mà ăn cơm với thịt con ăn không được chứ kìa. Trời ơi, nãy giờ nó đem cá ngon ngon con. Trời ơi, trời chết luôn rồi, giờ ăn cơm với thịt không được rồi sao? Ăn cá không. Em ngán thịt cũng chết. Rết vừa ở chặng lưới băng nắp luôn. Rồi mắt nóng hơn mình nói mình thèm cá cái nè. Mình nói mình thèm cá không nó đem về cho con cày ổng ăn. Anh Tú anh ăn bữa nào mà ông mới lạnh gom đi hết luôn. Trời bữa nay tiếng để xe rùa. Không xe rùa làm gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, chủ nướng ruột rồi, đủ dễ ở đây lắm, để khu rùa. Ủa, gì gắn quá, để về rùa gì không? Hello, tụi tôi dịch tạc cả nhà nha, lâu lắm rồi tụi dịch quay trở lại. Mà không lợi hại hơn xưa nhiều. Lâu lắm rồi quay trở lại rồi, không lợi hại hơn xưa à? Không lợi hại hơn xưa. Vừa trống lỏng luôn. Không, để tụi dịch ra như rồi à. Chết rồi. Bây giờ em lên tới đây em không biết chủ nào được chủ nào luôn á. Không nói thiệt. Biết bao lâu rồi, gần 2 năm mà không có lên luôn á. Bây giờ có mối mới mà cũng không biết ở đâu luôn á. Em gỡ xuống sao em thấy. Bưởi có dừa luôn. Bưởi mập chứ dừa. Lại vịnh ngay chùm đó chỉ ơi. Đây là ăn đồ bưởi không dừa. Đây có nhà. Dừa giờ nó lên chứ bữa giờ lên chứ dừa không nó không lên chứ bưởi. Ủa bà chủ mi nghe thằng xấu quá không ơi. Để cho nó thật dài á. Thật khó gây quay ngay người Khmer kinh. Còn ngoài thằng gì? Thằng nàng Phụng là Khmer vòng hả? Khmer chợ. Khmer chợ. Khmer vòng. Khmer chợ. Khmer Phụng Khmer chợ vòng. Về chú Bảy Khmer gì? Về chú Bảy Tôm Khmer gì? Chú Bảy Tôm Khmer gì? Ủa nay em cũng có làm không ơi? Rồi sao cùng điểm không bắt máy rồi nó đâu luôn rồi trời? Để nó chém thằng Diễm rồi. Ông Hùng mới đưa cho bạn tới lạnh chết luôn. Vậy là
Rồi giờ ổng đưa cái áo cũ cho bạn ông lấy không ơi? Áo chứ trời. Thun bẩn lắm. Con hỏi gì cái áo bảo bảo kìa chứ con không hỏi cái áo thun. Ờ. Con áo gì ổng đưa cho bạn thôi bẩn bẩn. Giờ không lấy ông mới luôn. Để chừng nào nặng lấy bẩn luôn. Nè chú tôi kêu đơn nghe cả nhà. Có băng của Bảo Bảo cô đơn nhiều lắm. Mới mốt cho Bảo được cô đơn luôn giờ nè. Tâm ở ông nuôi vẽ cho bác kìa. Đóng giữa cây dừa đó. Ừ. Trời ông nuôi vẽ chết em. Ông nội ơi, mày không chịu nói tao thọt cái háng liền. Ủa mình sao mình cái chừng nó còn sưng thêm nữa. Ủa vậy ông đánh là thọt cái háng không sưng hả? Tí nó thọt chút. Bị đánh tới cả tháng mà nó còn sưng một cục luôn nè. Trời bữa nay tới ba người rỉ gì mùa luôn xuống vậy con chèo. Cô mẹ chợ ơi. Kìa đang cháy nè. Bỏ bên nè. Thơm đi thơm đó đi sót sao. Tôi nhóc nè. Bỏ bà nội ba gãy phân bò nhóc nè Quy. Thôi vừa tơi bãi sắp có trái hết rồi Quy. Chạy bố vừa tơi có bà nội gần có trái hả? Được hả? Chụp đi, quay thấy cho nó chụp. Thấy cho nó chụp kìa, nó không đầy xe kìa. Trời bữa nay ba người đẩy xe gùa sướng quá em. Còn cái tên 5 người nó còn nấu nữa kìa. Ủa người ta cũng có 8 người như mình thôi, kệ con cái này anh lên hai. Đó. 5 người mà vô nào đấy, đẩy quỷ kìa. Ủa người ta cũng một người hai chân, còn mày cũng người hai chân thôi. Đó là đã chưa ổn quen hả? Vậy à, mà mày người ba chân, người ta ngoài người ta có người hai chân nữa. Có vẻ nữa. Lái xanh chành luôn Quy. Ờ, xin tay. Tiền tỷ người ta đổ vô đó đó. Ta đốn vừa hết, ta trồng mai luôn. Hai với ai móc? Hả? Bá luôn rồi. Sơm sót còn bị la đó nghe. Đấy, vừa tốt tốt không Quy? Có trái hả? Có trái gì nữa? Có đó có đường đi luôn á. Thì nhiều quá chứ ít em nhậu quá. Đây nè, ta chỉ đây kiếm cái đường đó mình kiếm. Đó. Vô hai quả. Hai quả thấy không? Thấy thật rồi, không phùng thấy không? Đi ba người thì xong từ, chẳng móc từ từ đi, nghỉ hơi đi để cho người ta. Thấy vậy? Hồi rút ra hai người móc thôi anh đi kiếm vừa. Hai người móc hai người xôm đi anh đi đếm vừa đi. Còn hả? Không đi ta đi nãy. Về trái rồi. Hả? Về trái rồi. Về trái gì? Lấy tiếng lóc đi chung với tao quen. Anh trái này nha. Ừ ai tưởng xôm xuống xôm đi xuống. Anh trái nha. Ta có cây sơm, ta sơm kịp còn lấy cây sơm nữa. Có con tay gửi cũng chối cũng móc nữa. Móc nha. Đi khi mà vòng thì khó quá, ý không mà chạy khó quá. Đây sẽ lên cái con giác. Hả? Sẽ lên cái con giác con. Hai đống á, lúc lên đầu trên luôn. Đúng rồi,
cây mà. Mẹ cái đau đau hoài quên cái dắt con. Dắt đầu lên tới đó. Ở dưới ăn con giò. À, cảm giác không bằng dắt cái là. Có con dắt mà nó bò lên tới cái ngã ba nó mới cắn. Chút xíu cái lỗ này sao đâu á. Phải anh Tâm. Dắt nó bò chừng nào đụng cái ngã ba nó mới cắn. Con nhỏ nó sợ nhăn lên đó hả? Đâu ai có gặp bắt gặp con rắn hôm qua có cái gì con rắn không quay lên thôi em hai. Gặp đầu nó chút xíu như vậy. Ôi. Thấy chứ. Chơi sát lên quay cho quay cho cả nhà cùng xem cho mốt vừa cực tới cỡ nào. Anh Tư qua đây anh Tư. Ngoài kia lính khổ. Cũng là cấp riêng rồi đó. Chiều nay lớp lâu dừa rồi lớp xuống dừa nữa khỏi sợ có người hay không. Hả? Mấy ổ mới quá trời ơi. Mới tưởng là mấy cái ổ ông rẻ không, không gà thèm cháo ông rồi đó. Nhỏ ơi, lâu lâu rồi đó nhỏ ơi. Có ổ nó hốt rồi nó ngon. Anh mới lâu nè, bỏ ổng bảo là ổ điện về á. Về vô cắm được nói em nghe, đảm đốt ông có cháu. Ủa quá chạy xịt khố về gì vậy. Cái gì đó đâu quay. Cháu không tiêu. Ở đâu? Đâu ổ ăn cái bạn đó, nó cây móc dài nói vô cây giấy nữa. Được không? Ổ nó bự rồi đó. Đủ ăn không? Đủ. Rồi. Cái cơm tao rồi đủ mà. Điếp rồi. Rồi gãy cây luôn rồi cả nhà ơi. Giờ tới chiều bóc hoa sao. Chấp lại. Chấp lại. Lấy cái nói được rồi. Điếp. Thì mới mốt người ta đừng mượn cây sơm, người ta sai cái người đi sơm lấy cái nói. Chừng nào người ta không đi thì nói cây sơm người ta gãy người ta chịu. Má chết gì mẹ là mày đi. Cái tàu dừa đó mà gắn đi lên. Cái tàu dừa. Thôi đi. Cái tàu dừa đó không thấy mà gắn đi lên. Đang trái gì vậy ta? Đây nè. Từ. Hấp không? Hốp ông không? Quyết định cái hốp không? Hốp không? Nãy tao dặn bảo mua nấm. Để mở lại. Ủa? Ở đây chừng ai chừng bảo dành. Ai đi mua nấm trời, không phải điện trước mới mua chứ. Mà ý con nó không có ai chạy đi. Mà ai chạy? Cái vấn đề là ai chạy chứ còn biết có nấm rồi. Tới cái đó nữa. Tới. Tới mà bảo anh đưa lên cái nữa tới chứ. Và lại cái chừng gãy nè. Nó làm ăn vậy đi. Làm gãy cây sơm của người ta luôn rồi thiệt chứ. Từ đó cũng có ổng vậy. Rồi mời không có cây sơm rồi ông đừng cái đi rồi ông đi đẩy xe gùa luôn nha. Cây sơm giờ phải về chặt cái nè. Thôi ít bữa nó khô khô cũng được. Ủa cây sơm mình hết hả? Là còn có 3 cây đúng rồi, cây giờ gãy trên tay nữa còn 2 cây. Không phải ý nói là cái cây đúng mấy chục cây giờ hết luôn đó hả? Thôi do gì xài hao dữ vậy trời. Nói là gãy là lạ nữa. Tao đừng lấy cơm hết đâu ơi. Tổng độ là con mấy cây rồi. Nó mới bẻ sơm, nước bẻ con móc. Nóng rồi nha. Tàu dừa nó ráng nghỉ đi. Nghỉ đâu tàu dừa. Nóng rồi. Không có tay nữa mà không có tay nào đâu. Hai tay đứng tay vậy. Cái dao hùng là em nói chỗ nào đó. La liền. Cút con không chết không nghe gì vậy?
có gì vô dọn mẹ chứ. Vậy giờ cho ông lên móc không sớm? Ông Toàn đang móc vừa nhanh quá trời, mai mà sao mà nổi. Đó, ủa, vừa đẹp quá cả nhà ơi. Vừa đẹp nghe cả nhà ơi. Lưỡi Tông, lưỡi chiếc vừa nằm bự bự ôm lên cái này. Quá trời vừa đẹp rồi. Vừa đẹp kìa. Ông kêu ông ôm lên, ông không ôm mà ông ôm cho mình. À, đó vậy đó. Quá bự cả nhà ơi. Vừa đẹp nghe. lên YouTube đòi gã lính quá trời mà không ai cưới hết trơn. Gã luôn ông Tùng, đừng không biết ai cưới không kìa. Thiên giới ơi. Thiên giới ơi. Sao giờ này chắc không được 500 á. Ủa sáng anh đi vỏ bự luôn hả? Nhỏ nhỏ hả? Giết là mù vỏ hay gì rồi? Giờ không dám quay ba chai nước lên, sợ ban kia ta phun bị nữa kìa. Một, rồi điểm mà không có giết thì ra lấy gì gạt thanh tùng cả nhà ơi, có ai mà lấy chồng không cần vàng không cả nhà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
chút nữa mưa thôi nha. 7 hồ quá. 78, 79. 80. Đang thương không? 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Anh kia dòm này nha. Anh em bên kia dòm nè, mọi người ngồi nghỉ gì không nè? Để mình xin con này tới đâu nè. Bả lành con. Nó không về không à. Rồi anh em cái băng bên kia dòm uống Pepsi được không nè nha? Rồi ngồi nghỉ gì không nè? Băng kia sao? Hai. Thì bên kia có ai mà gọi được. Đâu được. Rồi anh em bên đây có nhắn nhủ gì đó nhắn đi. Hai. Ba. Mình cố gắng anh em bên đây cố gắng thôi. Bên kia làm hơi giả không? Nó đá đã đi. Đó anh Tú. Đó hả? Trời ơi. 30. 30. Thôi. Đâu. Tụi mới. Đây. Chủ của mọi nhắc mà. Chủ với cô ra. Ờ. 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 Ờ
cả nhà chờ clip sau nha. Rồi, anh em về tới rồi cả nhà. Tạm biệt cả nhà, hẹn lại clip sau nha.